6 giờ. Mày không hớt được đâu. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Trò hôm nay. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục phải kể thử game Team Simulator này. Hết hơi các bạn ơi. Rồi và hiện tại thì mình đã biết được cái cách vô được ngôi nhà 302 này rồi ha. Hôm nay mình thử chào một cái đoạn nó khá là mới hơn. Mình nói theo cái kiểu thì thầm giống như trộm á. Tại vì cái đoạn mà cái chữ đầu mình là trộm đây thì mình thấy có rất là nhiều bạn nhỏ xem video của mình, nhưng mà có phụ huynh kế bên. Và khi phụ huynh nghe được cái từ đó thì phụ huynh không có thích cho lắm. Rồi ok, vậy thôi mình đổi qua cái kiểu chào ha. Và cái cách mà các bạn vô được thì các bạn sẽ đi vô bằng cái cửa chính này luôn. Ngoài ra không còn cái đường nào vô cả. Tại vì cái ngôi nhà này nó bịt kín xung quanh hết trơn luôn. Và mình cần phải dùng cái laptop để mình mở khóa cái đường đi mình vô ha. Đây bây giờ mình cần hát vô thôi. Đường chính chính vô nhà luôn các bạn. Không cần phải leo tường đồ hết trơn á. Sướng không? Ai đợi ăn trộm sướng tới vậy. Ở đây xuống đây. Đây rồi bậy rồi. Cái cây này đi ngang rồi. Game này dễ. Vô. Ê từ. Trên lầu có con thằng bảo vệ nè. Mình mới thấy trên đầu nó có chấm than đâu đây nè. Mới thấy trên đầu nó có chấm than luôn. Phía trước này hiện tại như các bạn thấy là không có bảo vệ nha. Đây không có bảo vệ, không có một thằng bảo vệ nào luôn á. Từ đánh dấu cái camera này cái đã. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô. Đi vô đường chính chính luôn. Ở đây có cái cửa này, đi bên cái cửa này nha các bạn. Mở cái cửa này vô đi. Lẹ. Nhanh. Đang mở bảo vệ nó vô một cái là trời đất ơi luôn á trời. Cái gì vậy? Ôi. Ok. Vô. Cuốc. Ha. Ê không có ai. Ui. Uầy toàn xe không các bạn ơi. Xịn vãi. Wow. Nguyên con xe mô tô luôn. Đây con mô tô nó, con này nó dạng giống như cào cào ha, mấy dòng gọi là sao ta, ở bên không, con này giống na ná con hyper motard đó, không phải đâu, cào cào thôi. Ừ, còn con này thì nó giống con Ducati Demo CDC gì đó, còn cái con này thì dạng mấy cái xe classic đồ này kia thôi. Ok, khá là đẹp. À đù. ok, anh cứ đứng đi, bây giờ mình đi tham quan xe các bạn. Tham quan xe cái rồi hồi mình đi mọi đồ, sao đồ của mình thì mình cần là nó ở trên đây, trên đây cái điểm vàng. Mình còn lấy cái keycard. Bây giờ mình đi cho các bạn tham quan xe chút xíu ha. Uầy, xe nó làm cũng đẹp lắm, chi tiết lắm á các bạn. Đẹp lắm á, nhìn nó rất là chi tiết, rất là ổn luôn. Đây nè, phần đồng hồ luôn nè. Các đố các bạn con này con gì á, đố các bạn luôn. Bây giờ cho các bạn khoảng comment phía dưới đi. Các bạn đố các bạn là con này con gì, bạn nào comment đúng nhất thì không có gì cả. Con này thì nhìn nó dễ rồi, con này nói chung là cao cao đó, dạng cao cao. Ừ đúng rồi, cao cao. Còn cái con kia là cái con dạo phố classic. Rồi tắt cái cục tàng hình đi ha. Bây giờ mình đi mò đồ trong khu này nó có món gì nó đặc sắc hay không. À rồi mình thấy nó chớp chớp rồi đó. Chúng ta có cái engineering laptop, một cái laptop của kỹ thuật và 6.000 đô. Cái này giống như là cái laptop mà khi các bạn mở đèn lên cho nó sáng rồi đó. Các bạn nghe cái tiếng gì không, cái tiếng đóng cửa mở cửa nghe nó rợn vậy. À, cái máy đó như cái máy laptop mà để dân kỹ thuật người ta chỉnh này kia trong xe, chỉnh ECU đồ này kia. Chúng ta có một cái laser maker, một cái máy khắc laser 3.000 đô. Cái máy này hơi dục, không cầm đi được đâu. Cái này nó ghê quá. Đánh dấu nó. Ui, nó nhìn xuống nó thấy mình chết. Rồi, ở đây không có gì cả ha. Đây là cái xưởng mô tô nha các bạn, trong này nó có 3 chiếc thôi. Wow. Rồi, chúng ta đi qua bên này xem. Chúng ta có một cái máy này không lấy được. Máy này như máy phát điện á, phát điện máy bơm hơi máy gì đó. Và có một cái máy cắt CNC 5.600 đô. Đây máy cắt CNC ha. Mà cũng không lấy được luôn, tại vì mình còn phải ôm nó ra ngoài. Mà ôm nó ra thì các bạn biết rồi đó. Khổ lắm. Hiện tại là bây giờ mình đánh dấu nó cái cơ rồi. Hồi để nó đi ra ngoài đi, mình đi lên. Ok, ba thằng bảo vệ nha các bạn, một thằng ở ngoài kia, một thằng ở trên này, một thằng ở đây. Hai thằng này nó đang gần nhau, rất là gần nhau luôn. Và hiện để mình, nó để nó qua 6 giờ đi. Qua 6 giờ mình đánh dấu một cái nữa cái nào. 57 58 59. 6 giờ. Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Ơi.
trời đâu sao anh tự nhiên. Mà tụi nó đi rồi, mình đi sau lưng nó, ai ngờ đâu nó quay qua nó bắn mình. Ủa nhảy vậy anh, nhảy vậy. Mình không tin được là mình bị bắn luôn á. Và bây giờ mình không có ở tầng dưới nữa. Bây giờ mình đang đi ngang qua nha các bạn. Bây giờ mình ra phía sau này để xem coi là mình có cái đường nào đi lên không. Thằng này đây, có một thằng ở tầng ở đây. Cái cửa sổ này nó có thể nhìn được mình, cho nên là mình phải né nó ra. À, bởi vậy bây giờ mình đang mất thông tin hết trơn, mình không biết được nó đâu hết trơn á, cho nên mình cũng khó để biết được. Đây. Đấy, rồi ok biết nha. Các bạn lúc nãy mà đi ngang, ví dụ như nếu mà không biết á thì mình có thể là mình ngó qua như thế này nè, đây là mình ngồi đi, mình ngó nghiêng qua như nè. Nhưng mà có cái cục này thì mình sẽ tiện hơn, tại vì cái cục này mình được phép sử dụng mà. Tại sao không? Đấy, rồi thì bây giờ mình cứ cây vải tự nhiên cứ tưởng đâu là nó quay mặt đi rồi, ai ngờ đâu nó quay lại bắn cái bạc. Chết cha mày chưa, cho mày chưa. Rồi từ từ nha, tầng trên này khá là thoáng và thằng kia nó có thể thấy mình. Bình tĩnh, hãy dùng sự phán đoán của thám tử lương danh cô Di. Ê thằng kia có đi qua không vậy? Đi lên, có đi lên, có đi lên. Nó đâu, nó bị kẹt các bạn ơi. Anh sẽ không biết tôi ở đây đâu. Bây giờ mình cần vô đó mình mở cái sắt đó đúng không? Right. Để nó đi qua đi. Từ mình định qua đây mình đứng nè, đứng qua đây nó dễ hơn các bạn. Đứng qua đây nó không có nào đi tận gốc này hết trơn. Đó, nó sẽ dễ hơn cho mình, với lại dễ hơn ở thằng kia. Nếu mà nó đổi giờ, 5 giờ hoặc 6 giờ nó đi ra đổi giờ thì mình cũng không có đỡ chết hơn. Ở đây thì té lầu xuống cũng được, đứng ở đây nhảy lầu ra cũng được. À, bây giờ đợi nó chút xíu các bạn, đợi nó qua cái khúc giờ nó đi tuần ra cái đã, chứ không thể nào mà mình đi vô được nếu mà mình chơi theo cái kiểu mà tắt cái tàng hình đi ha. Đấy, hiện tại là 6 giờ rồi. Hello motherfucker. Hết hồn má ơi. Hơi là bóng nhiên, hơi là bóng kịp á trời. Mới vừa nói 6 giờ cái Nguyễn đi ra hết hồn luôn. À vậy là 6 giờ nó sẽ đổi, nó sẽ đi tuần ở phía dưới sân, tuần ở góc bên nhà, ở phía sau nhà và cái gara, nó còn một cái gara bên kia nữa các bạn. Vãi trưởng được chứ, mới vừa kêu xong. Bọn này nó chơi chiêu khốn nạn quá. Biết mình điếu tim rồi còn chơi cái trò đó, nó không tin được luôn á. Không tin được luôn, không thể tin được luôn. Chơi gì đâu không à. Wow, văn phòng. Ê, có cái sắt nào lâu quá, mở cái sắt này. Ai, cái sắt này để coi. Ôi, tiền không hả, 15, chỗ như tiền lẻ. Nó thối cho người ta lúc mà nó sửa xe, các bạn không khác gì luôn. 15 đô không mà, có được cái vòng cổ. Lâu lắm mà mình cũng không có đi trộm cái vòng cổ kiểu này. À, mấy ngọc tủ này thì không có gì đâu, đương nhiên là đố các bạn luôn. Không bao giờ có món gì trong này, máy in. Bức tranh này mình, bức tranh này không lấy được luôn, thôi dởm. À, đồng hồ, sách, rồi bỏ đi. Chúng ta có mấy tay cầm chơi game. Wow, có tay cầm không có tivi. Xịn dây bay. Kiểu nó cắm vô cái Samsung. Đúng rồi, nó kiểu nó cắm vô điện thoại, nó chơi game á. Chúng ta có một cái đồng hồ vàng. Đồng hồ vàng thì lấy nè. À, huân chương vàng. Một cái bàn phím mình đang cần. Mấy cái này là mấy cái phần mềm nha các bạn, software chứ không phải là một cái hộp giấy hay là một cái gì đó, là phần mềm này kia á, cái phần mềm bản quyền hay là gì đó của nó đó. Một cái máy chiếu, thôi máy chiếu mình lấy rồi, bữa mình lấy rồi, không có gì đâu. Cho nên là mình không có cần lấy cái bữa mình thấy có nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái phần mềm nó lại mắc hơn những cái kia á. Rồi bây giờ mình cần mở cái két sắt này. Game này dễ. Ta-da, chúng ta có một cái keycard server room. Thì cái thẻ này các bạn có thể truy cập vào cái phòng server ở nhà 303. Đấy, thấy chưa? À, thì bây giờ Samsung rồi mấy cái này bỏ đi, mình không có cần lấy. Thôi đồng hồ này mình nhà mình cũng có rồi, toàn là đồ bỏ. Để lại trong ta đi, mình trộm mình có tâm mà đúng không? Bây giờ mình sẽ lượn qua bên kia một vòng, cái nhà bên kia xem như thế nào rồi mình đi ra. Tại vì cái nhà này cũng... À đúng rồi, còn cái gara bên trong nữa các bạn. Còn cái gara bên này nè, đây bên này. Đó, à, gara này là có nè, có được cái món gì đó đó, chắc luôn. Trong đó có một cái gì đó cũng dữ dằn lắm. Nhưng để mình mở cửa này đó. Rồi, để vô coi xem bên trong này nó có cái gì ha. Cái này đúng rồi, nãy mình nhớ mình vô coi rồi. Nè, một cái máy in 3D nè, một cái màn hình chuột phím thì lấy. Màn hình thì không còn lấy đâu. Rồi, laptop với lại cái máy scan hết rồi. Không còn món gì cả. Thì bây giờ mình cần sẽ đi về để mình hack cái server kia. Thì bây giờ mình... Từ. Ê, tính ra không có thằng nào canh quay trước luôn các bạn. Đây nè, bây giờ mình nói các bạn với mình đường 99 mình đi ra luôn nè. Né camera ra là xong. Đấy. Ôi game nó đơn giản rồi. Qua nhà 303 luôn. Xe cứ vứt ở chỗ cái gara đi. Trời tối nó dễ hành động hơn.
303 mình nhớ là mình đã từng trèo vô bên hông rồi. Tại vì đúng không ta? Chả nhớ nữa, vậy đúng hay không, hay là mình phải cần phải hát cái cửa này ra đi. À hình như hát cái cửa. Ok, mình đang trong tối mà sợ gì. Bùm. Quả là một hacker chuyên nghiệp. Bây giờ mình đi vô mà mình. Từ thằng kia đang đi về hướng mình đúng không? Ừ đúng rồi, từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Cái nhà 302 là cái nhà mà đầu tiên mình hội tụ được hai thằng bảo vệ và một thằng cảnh sát ở trong nhà này luôn nè. 301 thì dễ hơn, còn 303 là cái nhà cũng hơi gắt chút xíu. Vậy chứ. Đi vô với ẹt à. Ôi bạn nhìn kìa, dễ quá trời luôn. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ăn trộm chưa bao giờ dễ tới như vậy. Chỉ vì gì quá bờ rồ. Từ đây xíu chỗ này chói quá không thấy đường. Ê, ê, ê. Thằng kia đó rồi. Cuốc hà. Chói quá chỗ đó, cái đèn nó chiếu vô chói quá trời luôn, không thấy được nó làm gì hết trơn. Rồi bây giờ mình leo lên trên cái này để mình đi ra phía sau và mình mở cái server lên đúng không? Hát cái server 303 là ở đâu vậy? Trời ơi, nhà này quá trời quen luôn, màn hình quá trời luôn mà tại mình lấy không được thôi, cái túi mình nó đầy lắm rồi. Lấy nhiều hồi cũng phải bỏ ra các bạn. Cho nên là kệ cha nó đi. Ví, ví tiền lấy về cho vui, lấy về trưng nó trong nhà. Rồi, bây giờ kìa tìm cái máy server ha. Từ 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 từ. Phòng server nó nằm ở, nhớ là nằm ở trên tầng đúng không? Tầng cao nhất của cái nhà này luôn á. Đây, use the key, ok. Rồi, chào mừng các bạn đã đến tới phòng server. Và bây giờ đóng cửa lại nhẹ nhàng thôi. Đấy, chúng ta có một cái ổ cứng. Chúng ta có một cái máy đang tháo dỡ. Một cái máy 3D. Máy này xịn hơn máy kia nè. Máy này tới 6.000 lần. Một cái bàn phím xịn. Nè, biết ngay mà. Lấy cho nhiều vô rồi ngồi nó rồi. À, bỏ bớt cái gì vậy ta? Noble software này mình có rồi, dục đi. Cho mày mấy hộp và phần mềm ở trong này mày xài cho nó vui. Còn phím iMac này mình cũng khá là nhiều rồi, dục đi. Chuột. Chuột thôi để dài, để lại. À, mấy cái dòng cổ này làm biến về tách ra lắm, dục luôn đi. Cái điện thoại bàn này ai lấy bỏ vô túi mình đây. Rồi, USB này thôi, không cần. Cái máy in 3D, wow. Đây, lần đầu tiên vô một cái server. Tối mở đèn lên coi. Đấy. Bây giờ nó kêu mình đây làm cái gì? Hack the server located on the top floor of 303. Có nghĩa là mình lấy cái laptop mình hack đúng không? Đúng rồi. Chuẩn luôn. À, đây ten đây rồi, bậy rồi. Put the pen drive in the evidence box and take the box. Pen drive là cái gì? Put the pen drive in the evidence box là cái gì vậy mấy anh? Mấy anh có thể cho em biết được cái pen drive đó là cái gì không, mà tại sao mà trong này nó không có một cái tí xíu gì manh mối. Cái này máy in pro, cục router, ổ cứng, execute semi pendrive là cái gì vậy? Không biết pendrive là cái gì luôn á. Hình như nó kêu mình đi về á, chứ không phải là bỏ cái gì vô nữa hay sao á. Ồ đúng rồi, đi về á các bạn ơi, đi về. Tự nhiên nó kêu mình vứt nó pendrive. Pendrive là cái méo gì mình chả biết luôn, nhưng mà chắc mình nghĩ là nó bỏ trong túi rồi. Bây giờ mình đi về thôi. Về thì lại đơn giản hơn. Để xíu. Bây giờ mình tàng hình mình đi về nha các bạn. Ra thì mình không cần phải khó khăn nữa. Đây. Chờ tao đi sau lưng. Mày lưng là tao sợ mày hả? Tao sợ mày hả thằng bảo vệ? Thằng bảo vệ. Hello cô. Thử không? Hồi không chơi đâu. Tim mình yếu lắm. Rồi thôi đi về. Vậy là cốt truyện xong rồi đó các bạn. Mình nghĩ như vậy là xong rồi đó. Mình chỉ còn một nhà 304 thì không biết nó có gì bên trong thôi. Còn lại thì xong hết rồi. Ủa đi đường này nhanh hơn nè.
Đây, một ngôi nhà 304. Ô, cái này là nhà bình thường các bạn ơi. Tôi ghé qua xem thử coi sao. Nhà bình thường chứ không phải là nhà kho hay cái gì cả. Đúng rồi. Ê, có khi nào nhà này là nhà của thằng Lombardi với thằng Vinny không? Đúng rồi. Trời ơi, Lombardi. Này, vậy là nguyên cái gia đình Lombardi đó là nguyên cái gia đình mà chuyên sản xuất những cái thiết bị để làm cho các bạn thành một người trộm chuyên nghiệp. Và nó thường thuê những thằng trộm như mình vậy nè. Thuê qua một cái thằng đầu mối là cái thằng Vinny. Vinny nó sẽ đi tìm mình. Rồi bắt đầu nó cho mình những công việc mình làm. Làm xong nó thủ tiêu mình luôn. Để mình không có báo công an hay này kia đồ đó. Bây giờ bỏ vô. Bẹp. Xong. Check the pin bar. Rồi. Chúng ta có thêm đây. À, đây là cái ổ cứng USB nè. Steal the explosive from 302. Bà, ok, bây giờ mình qua 302 để mình trộm cái thiết bị nổ. Vậy là đặt bom với gia đình Lombardi lại á. Cái kết có hậu. Nói chung người ta thường nói là đừng có đùa với lửa ha. Tại vì thằng Lombardi đó nó thuê thằng Vinny xong rồi nó giết mình. Nó thủ tiêu bịch đầu mối. Nhưng mà mình thông minh hơn, mình không có chết. Cho nên bây giờ mình qua mình giết lại nó. 301, 304, 303, 302 là cái nhà mô tô á hả. Sao này không kêu lấy luôn lần đi. Trời đất ơi, rảnh quá hà. Ôi rảnh ghê luôn á. Lấy cái tên lên cho lẹ đi. Bà nụ cha mày. Cái thứ gì đâu rảnh rảnh sai người ta hoài. Hello bảo vệ đẹp trai. À mở cái cửa cái có hai thằng trên đầu có hai cái chấm than nhìn mất ghét không. Giờ này mình không thể nào vô được các bạn. Tại vì nó đứng trước nhà luôn. Các bạn chỉ có dùng tầng hình đi vô thôi. Chứ còn giờ này thì đi vô thì đố ai mà vô được. Steal the explosive from 302. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô cái gara. Tại vì lúc nãy mình định vô mà không biết trong đó nó có gì. Thì bây giờ game nó cho mình đi vô luôn rồi, yên tâm. Anh trai, mở cửa cái anh trai. Mở cửa cái, đúng rồi. Trời ơi. Bye bye. Rồi, chào mừng các bạn tới gara. Camera đây. Camera cũng nhiều dữ ha. Nè, camera nữa nè, nhóc camera luôn nè. Ê, không biết tại sao khúc đó lại để camera lỡ con chó nó chạy ngang. Đây là cái xưởng in CNC, xưởng cắt CNC. Thùng máy server muốn lấy quá rồi, nhưng mà không lấy được. Hết rồi. Đi tham quan cho các bạn xem. Bên này thì đây mấy cái hộp này các bạn quen không? Nó tạo thuốc nổ, nó bỏ vô mấy cái hộp này nó đặt. Nó cho mấy thằng kia nó chết hết luôn nè. Vậy sau này là một cái xưởng làm ăn phi pháp. Đấy, mấy cái thùng này chắc là thùng nổ nè, mấy cái đồ đen đen nè, đây. Ê, female body structure, một cái tượng phụ nữ và nó... Thôi bỏ đi. Để đi khám phá cái nhà kho này xem nó có cái gì. Máy in, máy gì đó. Chúng ta có một cái máy laser rồi, scanner, máy chiếu hết rồi. Sau nhà này không có gì cả, cũng không có thể leo vô được. Bên này một cái gara trống, trên tầng thì chúng ta... Wow, thằng nào làm cái đường này khôn á. Ok khôn, xây cầu thang chỉ để đi lên qua nóc nhà thôi. Rồi chúng ta có một cái Huawei, một cái tai phone, cái headset đeo tai phone, đeo lỗ tai á. Một cái bơm, một cái máy laser. Rồi mình hiểu cái cốt truyện rồi các bạn. Có thể là gia đình Lombardi đó sẽ mua một con xe và mình đặt cái bơm trong cái bình xăng. Rồi ổng đề máy lên nổ cái đùng, chết luôn. Đấy, lấy thôi. Wow, hình như... Ồ, đúng rồi, không phải, đúng rồi. Mình tưởng nó đặt bình xăng nhưng mà không phải. Bây giờ nó kêu mình là đặt cái trái bơm vào cái chỗ... Hai ao quốc bên. Là cái nào vậy? Không, mình không biết cái đó thiệt luôn á. Tại vì tự nhiên bây giờ nó mất tiêu cái chấm rồi. Không thấy chấm nữa luôn. Rồi mở cửa cho em đi ké với anh trai. Đã phải hắt. Từ đó mình chạy ra xe mình xem cái nào. Rồi. Bây giờ làm sao nữa? Nó đặt lên nhà của con Lombardi. Hai ao workbench. Đúng không ta? Có nghĩa là mình đặt dưới cái bàn làm việc. Cái chỗ trốn mà cái chỗ mà cái nhà bàn làm việc của cái gia đình Lombardi đó. Mình nghĩ là vậy mà không biết có đúng không. Không, nhà này đâu vô được đâu. Nhà này sao vô được trời. Nhà này như kiểu bất khả xâm phạm á. Đấy, nhà này đâu vô được.
hay là đem mình đem về nhà của mình. Ê có bậy. Cái nhà đúng to luôn trời. Đúng là nhà toàn là trộm đồ không. Các bạn nhìn là nó thuê mấy mình về nó trộm bán lại cho nó, xong nó bán lại một cái bên khác với giá cao hơn nữa. Ra nhà nó giàu như quỷ. Thôi mình đi về cái đó. Đồ gì là giáo lắm đem về nhà mình đó. Xong mình mổ sẽ trái bơm ra hoặc là mình nhét vô một cái hộp nào đó. Xong rồi mình gửi lại cho nó. Kiểu như là sao ta, mình kêu đó là hộp bằng trứng. Ừ dám lắm. Hộp bằng trứng xong rồi đặt trái bơm bỏ ra nó cái đùm. Chết cha mày chưa cho mày chưa. Đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đặt ở đây. Đây. Check the bin bar. Rồi check. Có bơm. Đợi đi nó thôi đi vậy. Ok. Bây giờ mình đi qua bên nhà 301 mình lấy cái thiết bị kích hoạt nữa. Khó à. Có chút xíu mà nó sai mình hoài luôn. Thôi để tập sau đi, bây giờ mình đang có việc gấp. Sorry các bạn. Vì thì video này mình xin dừng tại đây và cảm ơn các bạn dõi cái video này. Nếu các bạn thích cái video game Thief Simulator này và muốn làm trộm với mình thì đừng quên like cũng như đăng ký kênh mình và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.